Rồi, hôm nay tiếp tục ngày 19 tháng 4 mình chào anh chị các bạn quay kênh của mình ha. Ở chỗ mình nó gần đường nó hơi ồn, anh em thì anh em cố gắng nghe lọ rõ giúp mình ha. Và anh em mua hàng thì nhớ mã sản phẩm trên đây và nhớ ngày ha, nhắn tin trực tiếp một số điện thoại giúp mình để chốt hàng nha anh em. Nhiều khi mình đăng cái video mình đi qua đường mình không có nghe điện thoại được á. Thì anh em thông cảm giúp mình. À, tất cả đồ trên đây mình bán chuyển khoản, mình sẽ bao hết tất cả phí vận chuyển nha anh em. Thì anh em nào có xem thì cho mình xin một like để có tương tác ha. Rồi mình cảm ơn anh em. Rồi đầu tiên mình vô vấn đề chính, cái số 1 nha anh em. Một cái vỏ pin mát nha nè, đây nó cũng còn tem nha. Đó, vỏ pin mát 14V 4.2. Ở đây thì nó có dính cái miếng keo á nè. Nó dính cái miếng keo á, nhưng mà nó vẫn còn đầy đủ ha. Lột cái này ra là vẫn còn chữ đầy đủ ha. Đó. Thì nó về á, nó còn là có một cặp này nó hơi bị lem, nhưng mà nó còn là 13 con máy xeo thì nó đều hết ha. Nó thì mình đo sơ cho anh em coi thôi. Mình bán 250 nha. 250. 250. Mình đo tổng cái von trước nha nè. Tổng von nó còn 13 von ha. Rồi mình sẽ đo từng cặp cho anh em coi nè ha. Đây nó hơi bị khó thấy nha nè. Nó hơi bị khó thấy ha. Cặp nó 3.4V nha nè. Nó 3.4V đều nhau hết ha. 3.4V ha. Là 3.4V ha. Con này thì mình không có biết nó đứt có đứt cầu trì hay không nữa, nhưng mà mình có cục sạc đây để mình sạc test thử cho anh em coi thôi. Nó sạc nó lên cái đèn cao này thôi anh em. Đó. Đây thường thường nó sạc nó lên nó... À, đây. Đây, đây nó sạc nó lên cái đèn cao này coi ha. Và báo pin nó không biết còn không nữa. Đây. Nó lên còn một nấc ha. Và sạc nó chỉ lên cái đèn cao này thôi anh em. Đây. Coi như cái này mình bán vỏ pin ha. Nó vẫn chạy quạt mà nó lên đèn cam này thôi. Đó, sale này sale 2A, dung lượng 2A nha anh em. Thì mình để đây ha, coi như mình bán vỏ pin thôi nha anh em. Tem với đít nó còn đầy đủ ha. Đây. Tem với đít đây là mình ai mua mình ráp đầy đủ luôn nha. Cái này giá số 1 là 250 nha anh em. Ha. Đời này đời mới có báo pin là các anh chị ra ha. Rồi giá cái số 1 là 250 ha. Rồi cái số 2. Số 2 là một cái mỏ hàng nha anh em. Con này của Hanco ha. Đó, Hanco ha. Và con này tới mát tối đa nó 130W nha anh em. Đây. Ở đây nó hơi mờ ha. Đó. Điện 100V ha, và công suất 130W ha. Hanco là của Nhật nên đây có tem ha. Và đây là chữ cái tem chứ nó ha. Đầu nó thì mình sẽ mở luôn, mình mở ra mình thử cho anh em coi luôn ha. Đây. Đó. Cái này nãy mình có thử nóng rồi nè. Đây mình cắm điện vô nha. Lưu ý điện 100V nha anh em. Điện 100V ha. Ở đây mình chờ nó nóng xong nè. Nóng xong một hồi mình bóp cái cây này lên là anh em sẽ nhìn nó đỏ hết cái cây này ha, là công suất nó chạy hết là 130W thì nó sẽ đỏ cây ha, có cái đậu nóng rồi ha. À, mình anh em chú ý là mình bóp cái cây này vô là nó sẽ đỏ lên ha. À, khoảng chừng 3 đến 5 giây đã đỏ, trên đây nó khó thấy hơn nha nè. Đó đầu ha, vậy là công suất cái hoạt động cái nút này còn hoạt động ha. Đó các bạn, cái này mình để riêng ra nóng nha nè. Cái này thì giá là 320.000 ha. Đó, cho số 2 ha, để riêng ra nè, tắt điện để riêng ra ha. 320.000. Ở đây thì đầu nó còn đầy đủ ha. Đầu nó mũi nó cũng còn đẹp nha anh em. Ha. Đó. Thì cái này giá là 320.000 ha. Cũng cái này công suất lớn nha anh em. 130W. Rồi tới số 3. Số 3 là cặp kìm. Vẫn nó có dính dơ tí nha anh em. Đó, này mình bán giá 120.000 luôn. Nó cũng vẫn xây là cái này mình để lộn cây số số 3, 2 cây 35 mà nè. Cái này một cây 35, cây 80 ha. Mình lát mình sẽ để lại cái cây. Cái này còn mấy cặp nữa hết anh em. Đó. Cái này kìm để anh em lấy ốc hũ á. Thì cái này nó của KTC nha. Có cái nó sẽ dính dơ đây nha anh em. Đó, mình cũng chưa chài hết hiệu KTC mấy dao băng nằm đây ha. Khi mà kẹp lại lấy ốc hũ nè. Máy xe hơi hoặc xe Honda xịn á, nó sẽ có mấy con ốc hũ để đầy nó che lại á. Thì anh em cần cái kìm này lấy ra ha. Thì nó có tổng chiều dài là đó, nó 19.5 nha, 20 nha nè. Thì cái này giá một cặp ha, một cặp hai cây á là nó sẽ có số 35 với 80 ha. Cái này bể lộn hai số 35 mà giá là 120.000 luôn ha. Số 3 ha. Rồi số 4. Số 4 là một cặp cảo nha nè. Cặp cảo giá này là 400k ha, số 4. Cảo này cảo nhanh nữa nè. À, cái này nó hai cây nó một cặp luôn ha. Thì đây nó có số còn khá là mới nha. Thì nó là 300 nhân 80 nha, đây anh em nhìn ha, hai cây. Đó, còn rất là mới ha. Đó, cái này của Kenki nè, Kenki ha. Đó, Kenki ha. Đó thì cái này nó gặn ra vô nhẹ nhàng rồi ha. Đây, hai bên đây cũng vậy ha.
đó, thì cọc này có giá là 400 nha nè, kéo lên kéo xuống nhẹ nhàng ha, đó không có dính mắc cái gì hết ha, đây nó đang dính giấy á, lên tới đây nha nè, cọc này có giá là 400 cho cái số 4 ha, nó chiều dài là 3 tấc cho nên chiều ngang 80 ha, cái này là size lớn giá là 400 ha, số 4 với 400. Và số 5 là một cái đầu quan này của Mỹ nha nè, giá 120.000, kẹp mũi tối đa 6.5 nha. Đây, gái cho xài cho máy bắn dít chuyển sang quan ha. Cái này Uda nha nè. Đây Uda sẽ nằm này ha. Và đầu này ra vô nhẹ nhàng rồi nè, của Mỹ Uda ha. Đây. Ha. Dặn tay cũng đã nhẹ rồi nè. Đó, đang sát vô ha. Và sẽ hở ra cái này nhẹ nhàng ha nè. Đây thì có anh em bỏ vô máy bắn dít á, đầu này đầu 6.3 cũng còn rất là mới nha nè. Ha. Thì cái này giá là 120.000 cho cái đầu quan của Mỹ nha ha. Kẹp mũi tối đa thì 6.5 nha nè. Đó ha. Đó, từ cái này số 5 nha, số 5 giá 120.000. Rồi số 6, à, số 6 là một cái đầu nha nè, đầu bù lông, bù lông 1/2 chỉ sang dít ha, và con này cực kỳ nặng ha, đẹp ha. Đó, đây cái này kéo được luôn ha, và cái này kéo lên nên em mới gài mũi dít được ha. Đây mình gài thử cái đầu quan mũi dít cho mình coi ha, cứng cứng lắm ha. Đó, cái dòng này anh em dịnh ở đây có thể là nó chạy đây được không được ha. Đó anh em nhìn ha, đầu 1/2 nha, đó dịnh đây là nó thể chạy được ha. Đó đây ha, ở dưới đây ăn ngay đây nó có một cái viên bi nhỏ nữa nha nè. Đó, và tuốt ở đây nó có lỗ vô ha, ba ha, 4 cái đều có lỗ, đây có viên bi nhỏ ha. Đó thì cái đây anh em có thể dịnh được luôn ha, cái đầu này chất lượng ha, giá là 180.000 cho cái đầu số 6 ha nè. Đầu số 6 giá 180.000 ha. Rồi số 7 là một cây đèn led này có 500 hết nha nè, hiệu nó đây ha, hiệu ở đây đó ha. Thì nó xài 3 cục 2 pin tiểu gì ở trong đây ha, đó mà pin zin nó còn trong đây luôn, và ở đây nó có 500 hết nè, đây là bóng led ha, bóng led nó nhân này nè, nó và rất là sáng ha, giống như cây viết à. Thì anh em có hết á, anh em để có thể hết được ha, hết luôn cái đầu điếu luôn rồi nha. Đó, đầu điếu số 21 là hết được luôn. Thì cái này có thể xay được nha nè. Nó này mình tắt ha, một cái độ led ha. Nó xay vậy ha. Đó, và ở đây anh em muốn giặt ra nó có chỉ nè, cộng trừ đi pin ha. Đó, giặt ở đây nó tự nó bung ra ha. Và đây là nó cực đấy, để coi mình xài nó xài mấy viên pin nha nè. À, và 2 viên pin ha. À, 3 viên pin nha. 3 viên này hình như là pin zin của nó luôn á. Phải pin zin không mà nó còn cháy nữa. Để lâu quá nhưng mình không nhớ. À, có một cục Panasonic và cục này là Maxell, chắc không phải benzin đâu mà nó còn cháy sáng ha. Đó thì mình bán giá là 200. Đây ha, dặn đúng chiều đó nha nè. Đó, đúng chiều bỏ vô ha, và dặn lại là sẽ ngay ha. Đó nè, thì cái đèn này nó có kích thước dài á, nó là 16 ha. Đó, và đây có 500 hết á, cái này có anh em có thể dắt vào túi nè, dắt vào túi để anh em đội leo lên cao gọi được ha. Đây nó sẽ sáng ra, công tắc nhẹ nhàng ha. Rồi cái này giá số 7 là 200. Rồi số 8 là cái cuối cùng của clip này nè, 6 cái đầu điếu ha, bán giá là 600.000 nha nè. 600.000 ha, có tới tối đa số 21 ha. Này số 8 giá 600 ha, số 21 này là của Binman nè, da băng đàng hoàng nha nè, số 21 ha. Ha, có da băng trên này số 21 ha. Đây, và đặc biệt trong đây nó có 3 cái đầu lắc léo nha nè. Đó, 14, 17, 19 nè, 3 cái đầu lắc léo nha. Lắc léo có nghĩa là anh em có vậy nè, nó xây được ha. Đó, muốn thích lắc léo thì anh em có đốt vô cái mấy cái đầu lắc léo này, nó hơi hiếm tí nha nè. Đó, thì ở đây là số 10 ha. Số 10, số 12, số 13, nó lọt số 12 vô là của Tajima nha nè. Vàng rất là mới nha, mấy cái đầu tất cả này đều bộ này đều dài hết nha nè. Số 10 thì có về sale rồi, có số 13 cũng có về sale rồi ha. Thì anh em ở đây có tem về sale đây sẵn ha. Và số 12 là của Tajima. Cái này cũng số 14 luôn, cũng của Vietsell nha nè. 14 của Vietsell ha. Đó, 17, 19 thì cũng của Vietsell luôn ha. Đây, và đặc biệt có 3 cái đầu lắp léo nha nè. Rồi cái số 21 này cũng khác ha. Đó thì tất cả cái bộ này đầu điếu dài nhiều lắm nha nè. Đó, nguyên cái từ 10, 13, 14, 17, 19 dài ha. Hai điếu này thì đã ngang ngang với nhau. Thì cái bộ này nó có 3 đầu lắp léo ha. Mình bán cái giá số 8 là giá là 600 ha, lắc léo rồi. Anh em không thích xài nó thì cứ đẩy vô thôi ha. Quay này quay góc hẹp nó xay 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 vậy lắc léo được hay nè. Ha. Đây ha. Ba đầu ha, đẩy vô là ok hết ha. Đẩy vô cũng xài cái đầu bình thường nha nè. Ha. Đó. Thì cái bộ này mình bán giá là 600 cho số 8 ha. 600 cho số 8. Cục pin này nó có cháy đèn vậy, nó sạc nó không có lên nha nè. Không biết có đứt cầu trì không mình không biết nữa.
còn chị nữa, mình thấy thì còn bây giờ giá cũng 13 con mấy nè, để mình đo lại cho anh em coi ha. Đó là coi như bán giỏ đi. Là 250 nha anh em, có pin nha anh em. Nó cũng 13 con nè ha. Đó, giỏ này nó có báo pin. Đây ha, báo pin. Hai bên. Mặt nó thì còn đẹp, mặt nó thì mình cũng không có cãi cái gì hết, không có hàng, không có hàng này ở đây hết ha. Rồi cái số 8 cuối clip rồi, mình chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong clip sau của mình ha.